liên tiếp trong 2 ngày 15 và 16 tháng 11 này tại hội trường thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn Mekong Connect lần thứ 8 năm 2023 đánh dấu lần đầu tiên mạng lưới liên kết mở rộng ra toàn vùng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh với tất cả 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Hai ngày sự kiện, giới thiệu và triển lãm, hội tụ và kết nối, đối thoại và chia sẻ. Một phiên toàn thể, 4 phiên chuyên sâu. Tất cả vì chủ đề kết nối chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị giữa vùng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững. Để phát triển bền vững, đây là nội dung được nhiều tỉnh thành trong cả nước nói chung, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng đặc biệt quan tâm, đưa kinh tế xã hội các cái địa phương và toàn vùng bứt phá. Chúng ta mới hơn, khác hơn, chúng ta cần ngồi với nhau đưa ra những sáng kiến, thảo luận những sáng kiến, đưa ra những chương trình đó. Không chỉ cho doanh nghiệp đâu, mà cho lãnh đạo địa phương những cái thông tin rất là quý giá, những cái sự chuyển biến của thị trường thế giới, để từ đây từng địa phương và các doanh nghiệp có một cái sự chuẩn bị để tham gia tốt nhất vào thị trường. Hơn 1.500 đại biểu và khách mời trong nước và quốc tế, hơn 50 cơ quan thông tấn báo đài. Mekong Connect 2023 tăng cường hợp tác công tư, mở rộng không gian liên kết, nâng tầm hành động, kiến tạo môi trường cho cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và chuyển đổi xanh, định vị những thị trường mới nổi và giải pháp cho năm 2024, cơ chế đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh và cơ hội triển khai quy hoạch tích hợp đồng bằng sông Cửu Long, diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2023 tại hội trường thành phố Hồ Chí Minh. Nó là 4 hay là nó 5 hay là nó 6 hay là nó plus lên tới 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Mọi người chưa hiểu được hết giá trị thì hợp tác giữa 13 cái tỉnh với cái một cái cộng đồng, hay mình nói gọi là hợp tác công tư, thì nó cũng sẽ rời rạc. Thành ra nhiều khi cái tư duy của chính quyền nó còn nặng, phải tiến tới cái tư duy cộng đồng, tư duy xã hội. Bởi vì cuối cùng nữa là thị trường nó sẽ là điều chỉnh, chứ không phải cái kế hoạch nhà nước điều chỉnh. Trước khi Mekong Connect diễn ra, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp cùng các đơn vị doanh nghiệp tổ chức nhiều hội thảo hướng đến những chủ đề trong diễn đàn. Ngày 5 tháng 10 là tọa đàm những người tiên phong của thời trang xanh Việt Nam. Ngày 30 tháng 10 tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy xuất khẩu và kích hoạt bán hàng với công cụ mới trong tình hình mới. Đây là chương trình do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và VCCI đồng bằng sông Cửu Long tổ chức, quy tụ 7 hiệp hội của đồng bằng từ An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, v.v. Kinh tế xanh để phát triển bền vững là một cái nhu cầu thiết yếu và một cái xu hướng bắt buộc chúng ta phải tiếp cận và theo đuổi. Nhiều doanh nghiệp cũng đã bắt đầu tiên phong chọn kinh tế xanh là cái hướng đi của mình, như là chỉ tiêu giảm thải carbon của chính phủ đưa ra. Thì chúng tôi ghi nhận từ cái ngành lúa gạo cho đến ngành trồng trọt, chúng ta đang áp dụng rất nhanh và rất tốt. Mekong Connect của mình đó, nó có cái hay chỗ là mình làm ra có sản phẩm, những sản phẩm mới tới để được trình làng cải tiến chút xíu về cái Mekong Connect này đó. Thì giờ mình dành một ngày đầu chỉ để cho những người mà cần biết cái gì mới, cái gì mà họ có thể mua về để họ tiêu thụ ở tại tỉnh của họ, hoặc là những cái ông nhà hàng, khách sạn thấy cái gì mà có thể là ông đặt mua với số lượng lớn, cải tiến nó, tôi nghĩ là sẽ đột phá. Ngày 8 tháng 11 là chương trình họp báo giới thiệu về những chủ đề chính có trong Mekong Connect 2023. Trong chương trình góp sức cùng thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi xanh và xây dựng kinh tế xanh, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao xây dựng một chương trình để quảng bá những hoạt động này. Ngày 21 tháng 10, tổ chức tour khảo sát các công trình xanh, tham quan trải nghiệm tại huyện đảo Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10 tháng 11 là hoạt động tham quan tìm hiểu tại nhà máy công ty cổ phần nhựa tái chế Duy Tân ở Long An. Chúng tôi đã áp dụng 3.0 và hiện nay đạt tới 90%, đó là không khí thải, không nước thải và không rác thải. Nếu mà chúng tôi chỉ thu gom ở những công ty làm vữa thì thứ nhất là giá thành cao, thứ hai là chúng tôi sẽ không thu gom rộng ở thị trường được. Thì hy vọng sắp tới thì với nghị định EPA, những nhà máy tái chế không chỉ nhựa thôi, nhôm, thủy tinh, giấy cũng sẽ những ưu đãi để cái ngành tái chế trong nước được phát triển. Hay mới đây nhất là chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh lần thứ 9 năm 2023 tại Dinh Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
Từ sân chơi này, hàng trăm bạn trẻ trên khắp vùng miền cả nước đã tận dụng tài nguyên bản địa trong nông nghiệp để vươn lên làm giàu cho quê hương đất nước. Họ được nhìn nhận và khẳng định là những doanh nông trẻ, tương lai của đất nước trong chặng đường phát triển. Đây là một thành quả của hoạt động liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cùng lực lượng khởi nghiệp nông nghiệp cả nước. Phải nói rằng là các bạn trẻ ở tại các địa phương đã biết nhìn ra được những cái tài nguyên bản địa của cái quê hương của mình, biết tạo ra cái sự khác biệt cho thị trường. Sau cái đại dịch Covid, người tiêu dùng bắt đầu người ta muốn xét lại, có nhiều cái sự thay đổi về lối sống, cách ăn uống, tìm về những cái tài nguyên bản địa nhiều hơn. Khởi nghiệp xanh nó càng ngày càng được bùng nổ. Hãy truy cập mekongconnect.vn để biết thêm thông tin chi tiết.